trở thành nhân tố sáng giá cứu cánh cho hàng phòng ngự thiếu hụt nhiều cái tên trụ cột của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Xuân gây ấn tượng nhờ sự hòa nhập nhanh chóng, lối chơi quyết liệt cùng tốc độ đáng nể. Dù mới lần đầu góp mặt trong đội hình chính của đại diện thủ đô tại V-League 2020, hậu vệ 21 tuổi đã cho thấy tiềm năng phát triển cùng tương lai rộng mở phía trước. Khác với hình ảnh nhiệt huyết trên sân cỏ, bên ngoài, Văn Xuân là chàng trai có phần hơi rụt rè nhưng vô cùng gần gũi và dễ mến. Em tên là Lê Văn Xuân, thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Vị trí của em là hậu vệ phải hoặc hậu vệ trái. Em cao 1m69 và nặng 68 cân. Là ôn lập. Dạ 41. Em thích mùa xuân. Em thích màu đen. Em thích cá tính. Em mới gọi cho bố. Giống đi ăn bà. Nhà chúng ta đã cùng thủ với nhau hả? Vâng, có ở sân thủ. Anh Hồng Dũng và anh Đức Huy. Em muốn ăn với lại sân thủ Việt Anh, Xuân Tú, Ngọc, Tuấn Anh, Văn Toản và Xuân Quyết. Em nghĩ chắc là anh Huy. Nghiêm túc, thẳng thắn và vui tính. Em với Xuân Tú, Lê Xuân Tú. Xuân Tú, Việt Anh và Đức Huy.